Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng tổ chức thực hiện phát triển, kinh tế xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu ước thực hiện hơn 39.639 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 319 tỷ đồng, đạt 113,02% dự toán. Phân khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 401 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị được thực hiện đúng tiến độ. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực nội địa và biên giới ổn định. Công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được Thường trực Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.